Dạ em xin chào tất cả quý bà con đã đến với kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ nhé. Dạ thì địa chỉ cửa hàng ấp Mỹ Điền rồi con. Ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nhé. Số điện thoại di động qua số là 0858335778 rồi con. Dạ thì cũng mấy tuần rồi bà con. Cũng mấy tuần rồi mới lên clip lại nha. Thì bà con mình cũng điện hỏi thăm sao mà dạo này thấy ít lên clip quá vậy? Có khỏe không rồi có đi du lịch rồi không? Thì em cũng xin cảm ơn rất là nhiều cái sự quan tâm của bà con mình ha. Tại vì đầu năm á rồi nó có nhiều chuyện bà con, lu bu quá rồi máy móc rồi cũng là không kịp á. Thì cũng không có thời gian lên clip nhiều. Thì qua năm thì bà con mà ủng hộ nhiệt tình quá, cứ đóng hàng, mở mắt ra là sửa máy đóng hàng với cả lu bu tới tối. Thì không có thời gian mà lên nhiều clip. Nên hôm nay có thời gian rảnh rỗi sớm nè. Thì lên một số cái bình xịt điện này cho bà con mình cùng tham khảo ha. Thì em cũng thông báo là những cái đơn hàng mà bà con mình đã trúng thưởng hôm cái mini game mà trước Tết á, thì tất cả những cái đơn hàng em đều giao thành công ha. Thì em cũng xin cảm ơn tất cả quý bà con mình rất là nhiều ạ, đã luôn quan tâm và theo dõi Thành Thịnh trong suốt cái thời gian qua ha. Thì hôm nay em về khá là nhiều cái bình xịt điện mà em bán rất là chạy, rất là mạnh cái dòng này, đó là dòng tiêu lô của Hàn Quốc. Thì hôm nay em giới thiệu lại tổng hợp ba cái mẫu hiện tại em đang kinh doanh á để bà con mình cùng tham khảo và một số cái chia sẻ về những cái dòng này á. Bà con mình có một số thắc mắc á, có một cái số thắc mắc rất là nhỏ nhưng mà nhiều khi bà con mình không hiểu á thì nó sẽ không có ok ha. Dạ thì em giới thiệu lại nha. Thì tất cả những cái dòng này em đã đăng clip trên YouTube tất cả rồi ha, thì bà con mình có thể là tham khảo chi tiết tại đó. Còn bây giờ em chỉ quay sơ để bà con mình nhắc lại ha. Thì hiện tại ba cái mẫu bình xịt điện tiêu lô mà em bán mạnh nhất tại cửa hàng thì nó có ba loại như thế này bà con. Thứ nhất là dòng tiêu lô gon. Tiêu lô gon là dòng 20 BD nè, cái dòng này 20 lít ha, HQ 14 A, hai bộ bơm. Còn cái dòng này cũng vậy. Dòng là tiêu lô diamond, thì dòng diamond nó có hai dạng bà con, một dạng là một bơm và một dạng là hai bơm. Đây, hai bơm là 20 BD ha. Còn 20D là một bơm. Bà con mình nhìn nhanh thì những công tắc nè, một bơm nó có một công tắc, hai bơm nó có hai công tắc nha. Và cái dòng một bơm thì lúc nào cái cọng dây xịt nè nó cũng lắp sẵn vô cái máy cho mình ha. Còn hai bơm thì rời, tại vì hai bơm mạnh á thì bà con mình có thể là lắp cọng dây rời để bà con mình xịt á. Cái này thì bà con có thể lắp từ 150 tới 200 mét dây nha, và áp lực nó vẫn không thay đổi, nó rất là mạnh để bà con mình xịt phun xịt. Thì phụ tùng linh kiện thì nó cũng rất là chất lượng mà con. Đây, vỏ thùng rất là dày ha. Thì cái một cái chia sẻ nó bà con mình hay hỏi em mua cái dòng điều vu, tại trước đó em làm dòng điều vu S5 của Hàn Quốc rất là mạnh, rất là nhiều. Thì bà con mình giờ rồi một số người giới thiệu tiền đai nhau á thì cứ hỏi mua cái dòng điều vu, nhưng mà hiện tại em cũng thông báo như những cái clip trước á là cái dòng điều vu hiện tại nó đã khai tử bà con, nó đã khai tử rồi, nó sẽ không còn sản xuất trên thị trường nữa. Hiện tại trên thị trường nó còn á, là hàng tồn kho nha, chứ còn hàng mới nó sẽ không còn sản xuất nữa. Nên cái việc thương hiệu điều vu nằm trên bình xịt điện nó sẽ không còn, và nó thay thế vào đó là cái thương hiệu là Estilo như thế này đây đó. Nên những cái mẫu con này thì nó bà con mình thoạt nhìn đó thì nó sẽ giống như cái dòng điều vu nha, cũng y cái mẫu form y chang vậy, để cho điều vu thôi đó. Thì con này cũng y chang vậy, nhưng mà cái dòng này cải tiến hơn, nó nâng cấp hơn, là mình sử dụng cái ắc quy nó tới 14 A nha, cực kỳ mạnh luôn. Và hiện tại ắc quy 14 A đó là nó mạnh nhất thị trường hiện nay. Thì một số dòng hiện nay nó có chỉ có 12 A hoặc là 13 A thôi, 13 A ở dòng Hyundai á, còn những cái dòng còn lại trên thị trường thì đa phần là 12 A. Chỉ riêng hàng tiêu lô này ắc quy là 14 A, nó cực kỳ mạnh. Bà con mình có thể là dẫn tải dây từ 150 m tới 200 m thì áp nó vẫn rất ok. Thì điều đó em đã test ở nhiều cái clip mà đăng trên YouTube của Thành Thịnh ha. Rồi thì em cũng báo giá chi tiết luôn nha. Thì hôm nay cái gì khá là đâu, khá là nhiều luôn, trên 100 cái nha, rất là nhiều. Bà con mình cứ lên đơn ha, lẻ anh dẫn giao mà xỉn dẫn giao á. Thì tất cả anh em đại lý cửa hàng cần nhập cái nguồn hàng này vừa bán cứ alo với em, thì giá sẽ rất là tốt cho anh em cửa hàng. Còn bà con bán lẻ hay một cái hai cái em vẫn ship nhé. Rồi em xin nhắc lại giá cả bà con ha. Đây cái dòng tiêu lô diamond hai bơm, ắc quy là 14 A 20 lít. Thì cái dòng hai bơm là có hai loại, là tiêu lô diamond ha, và một dòng là tiêu lô gold. Đó, hai hàng này thì nó ắc quy như nhau, bơm sạc như nhau. Nó chỉ khác là các phụ kiện.
cái dòng Gold á thì nó xài cái sạc điện tử, nó xài cái sạc điện tử nha, và nó phụ kiện nó như thế này đó. Còn cái dòng Diamond á, nó sử dụng là sạc cơ. Sạc cơ thì nó sẽ rất là bền, nó sẽ sạc nhanh vô hơn hết, và nó thêm những cái phụ kiện như là miếng yếm lưng nè, rồi bét nè đó. Và đặc biệt những cái dòng mà Tilo, và con thấy cái móc dây mang nè, nó bằng inox nha đó. Thì có một cái vấn đề nhỏ nằm cái móc này, bà con mình bảo là sao móc luôn nó hay tuột á đó. Nếu mà nó tuột, bà con mình lấy cái búa, bà con mình chịu khó đánh đóng 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 nhẹ xuống này cho cái móc mình nó bóp vô á, thì bà con mình móc nó sẽ không bị tuột nha. Nó là cái trường hợp mà cái khắc mắc bà con mình hay hỏi em chỗ này. Rồi cái trường hợp thứ hai nữa là khi bà con mình sử dụng những cái bát như thế này á, thì bà con mình sử dụng ví dụ như ba bát nè, ba bát phun như thế này thì xịt nó rất là ok, máy chạy rất là mạnh. Và tại sao bà con mình sử dụng một bát như thế này á, một bát thao như thế này nè, mà sử dụng hai bơm cùng lúc thì nó lại có hiện tượng giật 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 bơm? Thì cái vấn đề nằm đây á, có nghĩa là cái bơm này nó quá mạnh bà con, cái công suất cái bơm nó mạnh quá đi, và khi bà con mình đã bật hai bơm cùng một lúc nó nén quá, nó không có phun nước ra được á, thì nó sẽ làm giật giật cái gờ le trong cái bơm mình nó ngắt á, thì nó sẽ làm cho cái bơm mình nó nhịp, nó sẽ gột 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 gột. Bà con mình muốn mà khắc phục cái trường hợp đó thì bà con mình nên sử dụng hai bơm á, thì sử dụng những cái hai bát ba bát. Còn nếu sử dụng một bát thì bà con mình xả cái bát ra giùm em một xíu á, xả ra một xíu, đừng có để nó siết quá, siết quá kiểu như kêu mày chạy đi mà cứ kéo giòn nhỏ lại sao nó chạy được bà con nó. Nên bà con mình lưu ý cái chỗ mà hai bơm, do cái bơm mình nó mạnh quá đi nó bị vậy, chứ không phải là vấn đề gì bà con ha. Thì em xin báo giá lại nha, thì cái dòng một bơm á đây, thì nó cũng giống như hai bơm của Diamond bà con, không khác gì cả, nó chỉ khác là nó ở cái một bơm thôi, một motor thôi. Thì cái con này hiện tại giá là 1.200.000 nha, 1.200.000 bao ship toàn quốc nha, nó giá vẫn như cũ. Còn cái dòng hai bơm á thì có là Tilo Diamond và Tilo Gold như thế này. Tilo Gold thì sạc điện tử, giá là 1.400.000, cũng đang bao ship. Và Tilo Diamond thì giá nó là 1.500.000, thì cũng đang hỗ trợ bao ship. Lúc trước em có báo bà con mà là hết tháng 4 của năm rồi, nhưng mà bây giờ em lấy số lượng nhiều nhiều bà con. Nói chung lần nào cũng lấy số lượng nhiều nên giá nó cũng rất là ok, rất là tốt. Nên em vẫn hỗ trợ bà con mình bao ship toàn quốc ha. Đó. Nhưng bây giờ lại chính sách mà ký kết giữa Viettelbot đó, nên cái cước cũng khá là ok, nên có thể là nên em có thể là hỗ trợ bà con mình cái vấn đề thằng ship. Thì một cái bình thường, một cái bình như thế này á, ship tầm khoảng 60-70 ngàn bà con, có thể là hơn nó tùy xa rần đó. Nhưng mà em vẫn tính bà con mình là bao ship hết nhá. Thì bà con mình có thể là tham khảo những cái mẫu bình bơm này tại kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ ha. Bà con mình chỉ cần bấm là bình xịt điện Estilo Diamond rồi Thành Thịnh gì đó thì nó sẽ lên một nguyên một cái lọt lít đó ha, để bà con mình tham khảo chi tiết cái thông số của từng cái bộ bơm, từng cái ắc quy á, từng cái chi tiết bên trong, từng cái phụ kiện ra sao á, để bà con mình dễ dàng tham khảo chi tiết ha. Chứ còn em quay chung chung thì bà con mình đã từng xem rồi thì rất là dễ, còn bà con mới lần đầu thì nó sẽ hơi khó một xíu ha. Đó, đây là thuộc những cái dòng chất lượng nha, để em quay sơ cho bà con mình chưa từng biết nè, chất lượng nằm chỗ nào ha. Thứ nhất á là ắc quy 14A. Đó, tất cả những con ốc mà bắt cái mặt đế làm inox hết, nên bà con mình không có sợ cái chuyện mà để lâu để đất á, ẩm mốc rồi sau này sửa chữa nó rất khó khăn ha. Đó, thứ hai là dây gời nè bằng thao, thì bà con mình có thể nói 150m 200m mình xịt, khi mà cân nặng quá nặng á, mình không thể mang bát á, thì mình có thể bỏ đất mình kéo phun lan phun rau rồi ha. Nè, lưới lọc hay lọc bằng nhựa dày nha. Còn tất cả những cái bát xịt nè, nó tặng mình nè là bát răng thao nè, mà con thấy không? Đó, răng bằng thao như thế này thì bà con mình vặn nó không bị tuông mà con. Đó, sử dụng rất là ngon. Thì trên đây nó tặng mình có 5-6 cái bát nha. Bát lo 1, bát 2, bát cong, bát thao đủ bát hết. Và nó tặng mình thêm một cái bao bát bằng inox nè để phun xịt hoa màu hay lúa ha. Còn cục sạc này sạc cơ, sạc rất là nặng, rất là bền ha. Đó. Cái này thì sạc rất là bền. Và dây mang nè, dây mang bản dày ha, móc bằng inox, không phải những cái dòng bằng nhựa nha, nó bị gãy, bị vướng, bị tuột vậy nha. Còn dây là dây chịu áp lực cao nè. Đó, đóng đầu cũng khá là chắc. Đó. Còn nó thêm cho bà con mình một cái miếng đệm lưng nữa. Ha. Thì theo mục đích sử dụng mà bà con mình chọn cái bình cho phù hợp ha. Ví dụ như bà con mình phun thuốc cỏ hay là tầm thấp rau màu thì sử dụng một bơm. Còn nếu bà con mình phun cây ăn trái mà mới trồng sau này muốn phun cây cao cao thì nên sử dụng hai bơm ha. Rồi nó mạnh. Rồi, bây giờ em quay một vòng cửa hàng để bà con mình tham khảo một số linh kiện ha, để bà con mình có nhu cầu sử dụng hay là nhập thì Zalo cho em ha. Đây, địa chỉ cửa hàng bà con ha, rất là rõ ràng. Đó, nên cửa hàng có địa chỉ rõ ràng để bà con mình đừng có vấn đề phải sợ hàng tào lao mới lao rồi ha.
không có bà con, làm ăn rất đàng hoàng uy tín nha. Và đặt hàng thì em sẽ gửi ha, chỉ cần cung cấp cho em cái thông tin tên, số điện thoại, địa chỉ em gửi hàng, nhận hàng, kiểm tra và có thể là châm nước, test máy các kiểu ha, rồi thanh toán ha, không cần phải cọc chiếc gì cả ha. Rồi một cái số phụ kiện đây, trong đây cũng có bình xịt rồi con, bình xịt tilo đặt rất là nhiều luôn. Đây có một số máy cưa ha, hôm trước bà con mình kêu em đăng cưa để mua cưa bên em quen rồi nên mà cũng không có thời gian. Đây một số dòng cưa tay cục nè, rất là đẹp nha, tầm khoảng 2 triệu tới 2 triệu 2 một em nha. Cái này chưa rửa đâu con, nổ hết rồi mà chưa rửa nè. Những dòng xin đây qua 305 dòng G rồi ha. Bây giờ em quay một clip luôn nha, bà con mình coi được cái nào em mua nha, tại vì không có thời gian để lên từng cái. Bà con đây một cái con xin đây qua 240 đồng 33 ly, cực kỳ đẹp nha, máy rất là mới luôn. Con này thì giá nó 2 triệu bao ship nha. Còn cái con này con Echo trắng nè, con này cũng rất là đẹp luôn. Đặc biệt con này em lên chế ga ngang nè, hai kim cho bà con dễ sử dụng. Đó. Con này giá 1 triệu rưỡi nha, 1 triệu rưỡi bao ship luôn. Đó, và motor các kiểu nha. Có những cái tay ga đây. Tay ga kiểu Nhật nha, mà hàng này hàng chất lượng cực kỳ nha. Cái dòng này bà con mình hay thấy trên những cái dòng mà cỏ Tanaka hay là Hitachi á, những cái dòng Hikuki mà cái dòng mà Trung Quốc xuất Nhật thì nó hay sử dụng cái dòng tay ga bóp hệ như thế này. Đó. Giá cũng khá là ok nha. Cái này hiện tại giá là 250 một cái nha, em sẽ bao ship luôn nha. Rồi bơm thuyền Mitsuyama TL43 thì hiện tại bà con mình hay hỏi em là cái bơm thuyền này nè, cái loại 52 sao không thấy nữa. Thì hiện tại hàng 52 á, công suất nó lớn quá, bà con mình không có sử dụng hết công suất được. Và nó sẽ tốn xăng nên hiện tại thì nó sẽ ra cái dòng là Mitsuyama TL43N thế này. Thì cái dòng này thì nó sẽ tiết kiệm xăng hơn ha, nó tiết kiệm xăng hơn và nó tặng cho mình cái cụm dây tưới là gần 10 mét rồi con. Đó, thì giá nó là 2 triệu 6 ha, phí ship 50.000. Ở đây nó có những cái bộ trộn nè. Bộ trộn này viện khá là nhiều. Bộ trộn này giá nó rất là tốt nha, lúc trước là giá là 370, hiện tại thì giá nó là 350.000 bà con. 350.000 như thế này nha. Đó. Giá nó giảm được 20.000 khi lấy số lượng rất là lớn như thế này. Nên bà con có nhu cầu sử dụng cái alo cho em, hàng này hàng chất lượng nha. Bếp trộn bằng sứ luôn. Này thích hợp sử dụng những cái phi lớn. Trộn phút rất là đều nha. Rồi hôm nay có một con cọp nè, hôm trước có mấy chú hỏi em nè. Đây một cái con cắt cành tinh cao ha, Maruyama 23, máy cực kỳ quý luôn nha, siêu mới nha. Đó, tôm nó rất đẹp nha, cần dài 2 máy nha. Đó, con này chuyên cắt cành tinh cao ha, rửa mấy hôm rồi mà cũng không thời gian đăng clip. Nay tổng hợp luôn mà con, em giặt thử ra, rất là ngon nha. Nó xăng rồi vậy. Quay cái lưỡi đào nó à. Cái đầu da có xin đi qua nha. Đó. Giờ quay sơ sơ bà con ơi, nhiều quá không hết nổi. Lọc xăng là những cái bộ tưới là dây chống gập 5m, 2m3, rất là nhiều phụ kiện. Rồi thì đó là một số cái sơ sơ về những cái phụ kiện á, và những cái bình xịt điện thì bà con mình có nhu cầu sử dụng á thì cứ alo cho em ha. Dạ thì số điện thoại vẫn như cũ bà con, 0858 33578. Dạ rồi em xin cảm ơn ha, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Dạ em xin chào nha. Cửa hàng Thành Thịnh Đông Cơ xin kính chào quý khách, tự hào được biết đến là đơn vị uy tín với nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi chuyên sửa chữa, mua bán, trao đổi phụ tùng và máy móc nông nghiệp như đầu xịt thuốc, dây hơi, máy xăng, máy cưa, máy cắt cỏ, bình xịt điện,
bình xịt máy với phương châm uy tín, chất lượng, nâng tầm thương hiệu cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo. Thành Thịnh cam kết mang tới chào quý khách hàng sản phẩm chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh, bảo hành dài hạn. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ qua hotline 0858 335 778, địa chỉ Mỹ Điền, Mỹ Long, Cai Lậy, Tiền Giang. Thành Thịnh nông cơ, một uy tín triệu niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn.